Thì từ nó giờ thì mấy chị em mình á là trồng cây dừa, để gì nữa nó lớn lên thì mấy chị em mình uống á. Còn cái phần con vịt này nè thì mình có mua của bà Hai ở dưới đuôi cồn á. Hôm nay thì mấy chị em mình sẽ làm một cái món vịt, đó là vịt cái gì nè, người ta gọi bằng gì chị quên rồi. Vịt tắm dầu. Vịt tắm dầu hả? Vịt tắm dầu á các bạn. Thì hôm nay là mấy chị em mình sẽ làm cái món đó, thì sẽ đi ra ngoài cái bờ đê mà chỗ mà mình trồng dừa hồi nãy đó, thì mình sẽ xối dầu ở trên đó nha. Đó, vịt rất là ngon luôn, thịt không luôn. Không biết gọi cái món này là món gì luôn, gọi đại rồi kêu món vịt tắm dầu. Vịt tắm dầu. Vịt này sao mà lông con nhiều quá. Cái này vịt trống nè. Ừ, vịt này nhiêu ký vậy? Thử ghê. Hình như là vịt này là 70-80 ngàn ký gì á, rẻ. Ở trên chợ mua là tới 100 mấy luôn á chị. Ừ, đúng rồi, chợ thì nó bán có lời hơn, lúc nào ở vườn nó căng thì nó rẻ hơn. Quen á, bà Hai bà bán nó rẻ á. Đây là vịt xiêm nha cả nhà. Rồi, để nãy giờ thì chị mình đã làm cái cây này xong rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ nhúng lửa lên nha, để cho dầu sôi, rồi sau đó mình sẽ xối dầu cái con vịt này. Vịt thịt không có dừng. Vịt bự ghê luôn á. Này ăn đã luôn. Ui, khéo lắm. Khô nước sau đó mình mới chế dầu vô nha, để có nước á dầu nó sẽ bị văng á. Chế dầu vô. Rồi mình sẽ xối nó nha. Dầu nó sâu dữ rồi đó. Vàng cái chảo luôn. Mình treo vịt lên nha. Rồi mình ăn chung với lại muối ớt chanh nha. Mình chấm rất là ngon nha. Ai cũng muốn đang ngồi chăm con vịt chứ. Thì mình thấy là
công phu nhưng mà thấy lắm thấy là nó ngon rồi đó. Mình dòm thôi là mình biết nó ngon rồi, chưa cần không cần hệ thủy hết. Quá yên luôn. Mà mình phải thối từ giá từ giá. Dạng quá vợ, ngon quá vợ. Dạng chưa? Dạ, vợ thấy luôn á. Hơn là vịt quay luôn nữa. Con làm như vậy cũng được đi. Nó chín ở trong tội hỏi sao bị nín. Giống như là con món cháo vậy đó, mình ăn găm đũa vậy đó. Mình sử dụng dao mình găm vô con vịt đi cho nó mau chín cái thằng đùi. Phải là đó tới giờ mình cũng chưa có làm, mới lần đầu tiên thôi mình làm vậy đi cho các ăn. Chín rồi, chín nha, chín. Thôi đi con đi cho nó chín nữa. Giòn lắm luôn. Trời ơi, cái chảo nó đen vậy luôn á hả? Kinh khủng vậy. Cái chảo nó bóng láng luôn rồi kìa. Vịt của mình nó chín rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ lấy xuống nha. Tại nó giờ đẩy nó cũng gáo rồi, cái da của nó nè. Gớp gớp luôn. Ồ, nó giòn. Trời ơi, đã quá. Mẹ ơi. Trời ơi, da nó cứ gì con? Wow. Wow. Ôi. À, trời ơi. Gãy mẹ ơi, nó gãy chân cổ luôn rồi. Nó giòn, nó da giòn. Nó giòn. Nè da nó giòn gớp gớp luôn thấy đó nha. Ngon. Để anh chút đi, chút mà. Lẻ thịt chăng. Chị này, sao lấy ra chị? Bẻ ra. Bẻ ra. Ừ, bẻ ra rút chút ra. Con vàng lấy cây kéo cắt nha. Rút vô thì được, rút ra thì không được. Đó. Gãy cái đầu luôn rồi. Trời ơi, da nó giòn thấy. Cực kỳ ngon. Nè mẹ cho con. Nó sắc giòn. Giòn. Quá đã luôn rồi. Cha ra cho mẹ. Cầm đây. Nó giòn. Giòn mà nó ngon. Ồ, cái mâm của mình nè cả nhà ơi. Dì ba ơi, con vịt nó giòn lắm dì ba. Nè sao chỉnh cái đầu lại ta. Rồi, đưa rồi, đưa rồi, đưa rồi. Kinh khủng thiệt chứ. Ủa còn trái chanh nữa rồi.
dương kìa. Đây, này mũi tiêu chanh cha nè. Quá trời hấp dẫn. Mẹ ơi, ăn ở đây luôn đi mẹ. Mẹ, hồi nãy con ngồi với bên con chút để té rồi. Xíu xíu mới té rồi. Rồi nhấp đi chị, cắt đi. Để cho cô chú ăn được. Tròn mèo. Mèo ăn hết. Đó, con vịt của mình rất là ngon luôn cả nhà ơi. Dọn nha con, nhịn cái lại cái ấy đó. Đã cha dọn cha. Cho cha từng cổ. Phải công sức lắm đó cha. Da không dọn thấy à, ngon lắm. Luôn. Ngon chú vừa giờ xin mời tất cả các chú anh chị các bạn cùng dùng vịt xối dầu với lại gia đình mình ở ngoài cái bờ đất của mình nha. Đó. Mời cả nhà. Nhiều quá từng cổ luôn cả. Ngon ngon ngon. Mời cả nhà. Ba. Ô, quá giòn rồi. Nó quá giòn luôn rồi mẹ ơi. Út Dương. Mẹ. Gì con? Chứ trời ăn cái đùi mới chịu. Nó chín thịt tốt bên trong luôn rồi mẹ ơi. Cái da giòn. Cái da giòn thấy luôn á. Dương ơi. Giờ nhờ sao quay nha. Ngon không heo quay. Mấy cái dao nhấc cái kéo nhấc. Nó. Mẹ ơi, ăn thịt không? Dừa. Khôn, đưa cái chót không chịu lấy. Ăn cái này chứ ngon lắm bộ. Mẹ ơi. Giòn thấy à. Mẹ ăn da gì? Dạ. Mẹ đặt cái da nè, nè để ngoài cái da cho con ha. Đó, nó đặt cái da. Ồ, cái này là da. Giòn dữ nhà đâu. Mẹ lấy da ra cho con. Nè, để ngoài ấy cho nè. Nhấp cho. Ngon. Nè, Miêu nè, bé Miêu nè. Mèo kìa ngoại cho kìa mèo. Cảm ơn bà ngoại. Wow. Con mời cô chú cơ. Wow. Chú à. Ăn gì? Ăn vịt. Chú ăn vịt. Nó. Uống tiền đó. Béo ngậy. Mẹ ơi. Gì con? Mẹ con để con nhát thịt lép rồi hả? Hết sức ngon. Không thiệt. Quá trời hơn heo quay nó chơi. Quay dạ, da này. Dọp luôn. Cái miếng da này ăn. Gà quay hả, mơ ốp rồi đòi ăn gà quay nữa đó. Chưa ăn vịt xong nữa rồi ăn gà quay. Quay rồi đó. Ngọt là ngọt quá. Thẻo thẻo mấy cái thịt này rồi đấy sẵn đi chị cho cha ăn. Ừ. Nên mẹ da dọn mẹ wow. Con mẹ đòi ăn da không à. Đúng rồi, đây nè, đây nè, 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 nó hai đứa đứa béo ăn da không. Da nó dọn. Nè, nè, cái da tao một. Ừ. Thì gia đình là số 1 rồi kìa. Đâu, Miêu hát bài gia đình là số 1 coi. Gia đình là số 1, ồ ồ ồ đó. Ghê chưa? Con hát ghê chưa? Con hát ghê chưa? Ghê chưa? Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ hát còn hay gớm hơn. Gớm vô nhiều quá ơi. Con ấy gì? Ồ ồ, thịt nè cha. Ngon cực kỳ ngon. Bóc ghê không? Sợ, tôi sợ nó nín mà giật hồi nó không nín á. Không nín đâu mẹ ơi. Dễ mình nín nổi. Dầu quá. Dầu nhiều với lại nó độ nóng nó rất là nhiều luôn. Nó nhiều mà tại mẹ thấy thường thường mình nấu cháo vịt á mà con không có sao ghim mấy cái đùi là nhiều khi chặt ra nó ưa nín cái chỗ cái bắp đùi á. Nếu nó chín thì nó chín ra đều hết rồi đó. Mẹ. Mình sợ vậy thôi. Gì con ăn đi con. Ồ ồ. Chín cho nó an toàn chút. Đó ngon luôn. Cục bào bà nông làm món này ngon lắm. Chiên dầu. Dầu hả cha? Không có xối à. Còn này mình xối. Ẩm làm ngon. Chiên với ẩm nướng nè. Gà nướng. Bán chạy dữ vậy. Ơi, bữa nay không lên nhà nữa hay bà. Nay bữa nay mình đổi hướng rồi con. Đổi phong thủy. Đổi gió. Hồi nãy biết tắm nói sao không? Sao? Vô tắm ngay. Mẹ ơi mẹ. Hôm nay con đã cố gắng hết sức rồi. Để con tìm con bắt con cá bự cho mẹ. Mà con cố gắng rồi con bắt không có được. Ai mời cả nhà nha. Mẹ ơi nhà con à. Mẹ lấy chú cho con nè. Mèo có mời cô chú chưa? Ngon quá rồi, ăn không rồi. Chú ăn vịt. Mời cô chú ăn vịt cái con. Ăn xong rồi mới mời. Có lòng rồi thấy không? Mẹ ơi con. Tại vì do ngon quá ngon ăn. Thử một lần làm cái món này nghe cả nhà rất là ngon luôn. Quá tuyệt luôn. Mẹ, bắt cái này lên cho con. Để xử lý được cơ. Cái này là số mấy nhé? Số 1. Chị cắt cái này ra đi chị. Gắm
Mẹ mẹ thịt cho con nha. Cái rồi cho nó con. Nè. Đó, thịt đó. Nó không có chịu, nó rồi ăn cái nó cái da. Rồi ăn cái da. Mẹ ơi con nước. Uống nước hả? Cút đi xuống nhà uống. Ở đây ở ngoài trời rồi, trời không có nước con. Mẹ mang chơi khô luôn, mẹ mang chơi khô máu luôn. Ra ngoài. Mẹ mới ra ngoài đây. Mê chơi khô máu luôn. Quá ngon quá tuyệt đỉnh. Sao nãy lội lội được chưa? Được rồi. Được rồi hả? Ai dạy con lội? Dương ba. Mê lại hả? Lội nãy uống nước không? Dạ không. Nãy còn lội mà dì ba tưởng nó con heo đang lội nước không á. Phải không? Phải không? Quá ngon. Nó ma biết lợi. Ai biết mà. Mới có 2 ngày à. 2 ngày biết lợi rồi. Như gì ba nó còn lặn. Rồi. Rớt cái trứng rồi con luôn à. Dạ. Tiền một lần á nó lội lội cái mấy ông mà mấy người mà bẻ ấu đó. Sợ lội, lội cái nó sợ à. Nhảy xuống à, chụp nó thôi nó biết lợi rồi. Lội rớt cái mặt kia ra như vậy á. Lội cái nó quá. Từ nhà bác ba mình lội qua đây nè. Cái mà ông bẻ ấu về. Cái mà ông thấy tổng là ông nhảy xuống. Dạ. Nào, dạ cái chuyện nói không ăn nặng nát cười chết cười sống lỡ nước mặt không mà thấy cái mặt không không thấy gì vậy còn nó nhỏ xíu à cỡ như nhí cái gì thịt đây nè nó ngọt đó ngọt thật cũng ngọt ngọt không có ướp gì hết trơn á không có ướp gì hết trơn đúng không cái vị nó ngọt hơn cái ớt cái con nghĩ cho ớt với lại cà chua ăn rất là ngon luôn. Mẹ ơi. Bà gì mẹ ba sắc nước không? Ba té xong. Lên hết họ. Vậy cũng nói nữa. Chở cái cây cậu cái ạch kìa. Cậu đi lên mờ trên. Dạ. Mẹ miêu kỳ lắm mẹ. Ủa mẹ nhí kỳ nhí. Có em dám không? Hết nước bị đại té chứ gì không kỳ. Cái xương nó không tắm tới giọng nha ngọt gì ai cho mới sao đâu hai đâu sao đúng không hồi đó tới giờ mới ăn nè còn gần một xe cảm nhận nó ngon hơn cái các mấy món nướng gì hết trơn có mà này ăn rượu thứ quá chứ ngon không lần đầu tiên mình làm gì là cắt thành công luôn chín con vịt mà tới bên trong cái xương luôn thiếu cái gì cha mày ăn bánh hỏi bánh hỏi hả nhà là đã bánh hỏi cả nhà ăn gì cũng nhắc bánh hỏi ăn ruột luôn như là đạo gì đừng nói đạo vịt nha ăn vịt cái đạo vịt ăn tôm cái đạo tôm sao thịt có mang cầm cái cánh vậy thịt xương thái gặp xương nhà có giống chị á cái mình ăn đốt xương là ăn thịt thôi chứ không ăn thịt chứ là cũng ăn xương mê muốn tập xương lắm mẹ ơi đi xương ngon mẹ sao ôi muốn có tiêu quá không cay còn lại hồi đó cũng vậy nè ăn gì ăn chừa bát cặp giò cặp cánh cái đầu gan rồi 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 còn nạt ai ăn làm không thì hôm nay á gia đình mình á các bạn làm một cái con vịt xối mỡ hôm nay rất là thành công luôn nha rất là ngon luôn nguyên một cái mâm nguyên một cái con vịt bự thiệt là bự luôn á thì nếu cảm thấy thích video gia đình mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau bye bye.